các tổ chức phản động lợi dụng quốc tế nhân quyền để cổ suý cho số chống phá nhà nước. Mới đây, Nguyễn Tường Thụy, Trần Đức Thạch, Lưu Văn Vịnh vừa được tổ chức phản động Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng Nhân quyền 2022 vì những đóng góp trong phong trào phá hoại chống phá nhà nước Việt Nam. Trước đó, Nguyễn Tường Thụy bị tuyên án 11 năm tù về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, Trần Đức Thạch 12 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Cùng với nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự quyết bao gồm Lưu Văn Vịnh và Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa, Nguyễn Quốc Hoàn và Phan Trung. Có thể thấy rằng đây là những giải thưởng mang tính cổ suý cho các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia trong thời gian dài, đã bị các cơ quan chức năng truy tố, xét xử. Bản thân số phản động lưu vong luôn tìm cách móc nối, kích động số chống phá trong nước nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước thực hiện cách mạng màu dưới nhiều hình thức. Đối với nhân quyền tại Việt Nam, ngày 11 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, trong đó có Việt Nam. Đảng và nhà nước ta luôn xác định bảo đảm thúc đẩy quyền con người là chủ trương xuyên suốt thể hiện trong hàng loạt các văn bản của Đảng, Chính phủ và hiến định trong Hiến pháp 2013. Nghị quyết Đại hội Đảng 13 tiếp tục nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm quyền con người khi khẳng định nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phải thực hiện xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, thiếu thiện chí ở trong và ngoài nước vẫn thường xuyên lợi dụng vấn đề nhân quyền để kích động các hoạt động chống phá đất nước. Trong đó, vấn đề dân tộc thiểu số, tự do tôn giáo, tín ngưỡng, tự do ngôn luận, Internet và gần đây là vấn đề mua bán người đang được triệt để lợi dụng, hòng xuyên tạc, vu cáo, hạ uy tín của Việt Nam, tạo cớ cho các hoạt động gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ.